điểm pro xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bộ phận phòng ban trong công ty, các anh chị và các thầy cô hiện diện trong ngày hôm nay với các vị khách mời và tất cả các phòng ban đã có mặt trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và lớn hơn nữa để gửi lời